Hôm trước Lâm có chia sẻ cách bấm thân để kích lên những cái mầm như thế này, thì hôm nay Lâm sẽ xin chia sẻ cách để chúng ta lựa chọn một cái chậu lan như thế nào để nó bấm thân để đạt kết quả tốt nhất. Đây như anh chị thấy nha, đây là cái mầm lên nè, bốn mầm, hiện tại cây đang lên bốn mầm. Chúng ta nên lựa chọn những cây khỏe, những cây mập ha, những cây khỏe, những cây mập, và những cây có, đặc biệt là những cây đó bộ rễ phải còn tốt. Tại vì sao? Tại vì khi mà một cái cây cái bộ rễ nó còn tốt thì khi chúng ta bấm thân nè, thì cái bộ rễ nó sẽ ăn dinh dưỡng từ những cái túi phân như thế này, từ những túi phân như thế này, và nó sẽ ăn dinh dưỡng và nó sẽ cung cấp dinh dưỡng để nuôi những cái mầm này đó. Thì hôm trước cũng có anh hỏi em là tại sao bấm thân mà cái cây nó lên nó không có được to khỏe như của em. Thì ở đây á thì chúng ta phải lựa cây rễ khỏe nè. Thứ hai nữa, chúng ta phải có những cái loại phân bón gốc cho nó. Phân bón gốc cho nó thì chúng ta phải làm trước nha. Ví dụ như chúng ta muốn bấm thân thì trước đó khoảng một tháng hoặc là hơn nữa, hai tháng, thì chúng ta thể nên để những loại phân bón gốc này, phân vô túi này hoặc là cái phân magam hôm trước đó. Thì cái phân magam đó nó hàm lượng lân cao, nó sẽ kích thích cây ra rễ và ra mầm rất là tốt. Rồi một chậu 2 thân 5 thân thì chúng ta bấm được hết, còn cái chậu 5 thân chúng ta có thể bấm một nhát hai nhát, thì tùy theo tình hình sức khỏe và cái kinh nghiệm mỗi người đó. Thì anh chị cứ lựa chọn những cái cây khỏe mập như thế này anh chị bấm. Và một điều nữa đó là cây, thí dụ như mà cây đang hoa thì anh chị không nên bấm thân. Cây đang hoa thì không nên bấm thân, tại vì cây nó đang nuôi hoa rồi mà chúng ta bấm thân để nó nuôi những cái mầm này nữa thì cây nó sẽ bị chia cái sức ra. Chính vì thế như lên những cái mầm nó sẽ không có được như ý muốn của mình. Chúng ta nên cắt bỏ giờ hoa và sau đó chúng ta bấm thân. Đó là cây nó sẽ tự động bật mầm nó khỏe. Cái điều quan trọng là anh chị phải lựa chọn là cái chậu có rễ khỏe nha. Rễ khỏe có đầy đủ phân bón gốc. Cảm ơn anh chị đã xem video nha.